Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn, xin cảm ơn. Thần Sủng Tiến Hóa, tập 119. Trên cao nguyên Thanh Thiên, Cao Bằng đang bế quan đột nhiên cảm giác được một hơi thở quen thuộc đang đến gần. Bóng dáng phía sau kia nhanh chóng đến gần, trong nháy mắt đã đến trước người. "Chủ nhân." A Ngốc cung kính nói với Cao Bằng sau lưng A ngốc lơ lửng một bóng người thần bí được bao phủ trong áo bào đen, một tay của bóng người này cầm một sư tử lớn màu xanh lam bị đóng băng. Ngươi tới rồi. Cao bằng đứng dậy. Hắn còn tưởng rằng A ngốc có thể đến chậm hơn so với cửu thiên thập địa bên kia, không ngờ hiệu suất của nó lại nhanh như vậy. Chủ nhân có lệnh, ta tất nhiên phải cố gắng hết sức hoàn thành. A ngốc thận trọng nói. Sa liếc mắt nhìn cao bằng, Hắn có chút mất hứng khi người thừa kế tử vong chúa tể lại nói như vậy với một tên nhân loại. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhạc của A Ngốc, nếu như nó tùy tiện mở miệng sẽ chỉ gây ra tác dụng ngược lại. Cho nên Sa Si không nói gì, chỉ làm tốt thân phận người đứng xem của mình. A Ngốc giao Hải Dương Thánh Sư bị đóng băng cho Cao Bằng, còn chuẩn bị nói gì đó thì Cao Bằng ngắt lời nó. Vị này là? Cao Bằng chỉ vào Sa Si rồi hỏi hắn là sashi là một người bạn của ta a ngốc nói với cao bằng sashi nhìn cao bằng rồi lạnh lùng khẽ gật đầu với vẻ cao ngạo tịch sư đây là của ngươi cao bằng chỉ vào hải dương thánh sư bị đóng băng nói với tịch sư ánh mắt tịch sư lập tức sáng lên hai móng vuốt trà sát vậy ta liền đi ăn cơm nhé đi đi cao bằng hào phóng vung tay lên a ngốc một lát nữa nếu như xảy ra chiến đấu si bên cạnh ngươi có ra tay không? Cao bằng âm thầm hỏi thăm A Ngốc thông qua huyết khế. Không biết. Tuy nhiên, nếu như ta thỉnh cầu thì hắn sẽ giúp đỡ. A Ngốc suy nghĩ một lát mới nói. Trong lòng Cao bằng lại vững tin hơn. Có Ao Lu và si ở đây, ít nhất không cần lo lắng về người dị tộc. căn cứ vào tin tức Cao bằng thăm dò được ở cửu thiên thập địa lúc trước. Ngoài mặt người mạnh nhất của dị tộc hiện nay cũng chỉ là cao vị thần. Cho dù thật sự có đại lão đột phá cực hạn, tối đa cũng chỉ cùng cấp độ với ao lưu. Hy vọng đám người a ban không sao. Trong lòng Cao Bằng có chút lo lắng. Thời gian trước Cao Bằng phái người thông báo cho bộ lạc lê ở địa khu Nam Hoang của Cửu Thiên, bảo bọn họ di chuyển toàn tộc, tiếp tục đi về phía Nam tới hỏa thần cốc nhờ tộc tất phương che chở. Hy vọng đám người tiểu diễm có thể theo kịp bây giờ tin tốt duy nhất chính là từ trong huyết khế cao bằng tạm thời không có cảm giác được tin tức ngự thú chết tới rồi cao bằng mở mắt ra hắn cảm giác được vài khí tức cường đại đang không ngừng tới gần ầm ầm bầu trời bị bổ ra một vết nứt tối đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu cao bằng bất đắc dĩ sao những người này đều thích thể hiện như vậy nhỉ có thông đạo không gian không đi lại cứ thích đục một cái động trên đỉnh đầu chuyện này giống như có cửa lớn không đi cứ nhất quyết đòi chui cửa sổ vậy a xuẩn cho bọn họ một trận bão lốc không gian cao bằng thản nhiên nói ánh mắt a xuẩn lập tức sáng lên từ sau khi nó có năng lực này cao nguyệt nguyệt không cho phép nó tùy tiện dùng loạn rõ ràng đây là năng lực của chính mình dựa vào cái gì mà ta muốn sử dụng còn phải được hắn đồng ý chứ A à xuẩn trút hết tất cả bất mãn của mình trong một chiêu này. Trên đỉnh đầu bị xé ra một vết nứt không gian thật lớn. Một con xà thú khổng lồ màu trắng thuần thò đầu ra khỏi khe nứt không gian, trong con người màu xanh lục như hổ phách tản ra tinh thần lực mạnh mẽ. Không gian hàm hoàng chi xà, dơ Nó chính là chúa tể trí cao vô thượng của vương triều khổng tước, một trong ba siêu cấp vương triều của dị tộc. Năm đó nhân tộc bị đánh tan, trong cuộc chiến đánh đuổi nhân tộc ra khỏi Cửu Thiên Thập Địa, Jermanet chính là chủ lực. Năm đó, Jermanet chỉ là sơ vị thần linh, bây giờ đã trở thành cao vị thần linh cực hạn. Lại là đám nhân tộc đáng khinh các ngươi. Năm đó bị ta đánh đuổi không tìm một chỗ mà sống chui lủi, lại còn dám ló mặt ra. Vậy lần này ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Khóe miệng Jermanet cong lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn một đạo không gian loạn lưu đánh vào trên mặt Germentet. Hả? Germentet phát hiện ra điểm không đúng. Làm người nắm giữ pháp tắc không gian trong tay, nó hiểu rõ về không gian nhất. Những nguyên tố không gian rất ổn định, hơn nữa nắm giữ đặc tính tự khép lại rất mạnh. Vào lúc không ai trêu chọc thì nguyên tố không gian giống như một đám gia hỏa đóng cửa trong nhà không nhúc nhích, cho dù không gian bị phá hỏng cũng sẽ chỉ phát sinh bạo động nguyên tố trong phạm vi nhỏ. Hơn nữa, loại bạo động này sẽ được nguyên tố không gian xung quanh trấn an, nhanh chóng được ổn định. Đây là một loại nguyên tố rất thần kỳ. Nhưng từ trước tới nay nó chưa từng thấy nguyên tố không gian nóng nảy như thế. Những nguyên tố không gian này dường như rơi vào trạng thái điên cuồng nào đó, trong nháy mắt đã gây ra phản ứng dây chuyền. Vẻ mặt dơ men tét chật biến đổi. Không người nào hiểu rõ hơn nó, sau khi những nguyên tố không gian nổ tung sẽ phát sinh chuyện kinh khủng thế nào làm sao lại xui xẻo như vậy, loại không gian bạo loạn này mà cũng gặp phải. Nơi xảy ra điều ngoài ý muốn đầu tiên lại chính là vị trí vết nứt không gian của nó. Rắc 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 rắc. Lấy vết nứt không gian làm trung tâm, vô số vết trạng khuếch tán ra ngoài. Thế giới giống như lớp tường da bị vỡ nát, các ánh sáng đủ màu bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại màu đen tăm tối. Có tiếng rít gào truyền ra khắp thiên địa. Lực lượng hủy diệt khủng khiếp nồng đậm co lại trong một khu vực này. Lực phá hoại của không gian bạo loạn có quan hệ trực tiếp với lực lượng không gian. Vừa rồi, Jermantest vì phá mở hàng rào giữa hai thế giới mà gần như đã dốc hết toàn lực. Jermantest muốn dùng pháp tắc không gian đưa mình rời khỏi khu vực bạo loạn này. Nhưng nó vừa sử dụng ra pháp tắc không gian thì lại gây ra vụ nổ không gian càng kinh khủng hơn. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Âm thanh bị hố đen trắng nuốt. Một hố đen thật lớn chiếm giữ trong không trung. men Test cuối cùng đã kịp phản ứng. Đây không phải là không gian bạo loạn bình thường, chính là có kẻ đang thao túng. Trong hố đen, bên ngoài người của men Test nứt ra, cơ thể bị cắt chém tạo thành từng đường vết máu. Trong chớp mắt, nó đã bị đoạn kiếm vô hình cắt thành rất nhiều vết thương. Phục. Sương máu bắn đầy trời. Cơ hội tốt ánh mắt cao bằng lập tức sáng lên. A Xuẩn cho thêm nó chút lửa. Ở phía xa, A Xuẩn không ngừng thi triển pháp tắc không gian đi thêm củi vào trong hố đen. Cho dù A Xuẩn là người khởi xướng ra không gian bạo loạn nhưng cũng không dám đến quá gần, chỉ dám ẩn nấp ở trong bóng tối từ phía xa thi triển pháp tắc không gian mà thôi. Hố đen dần dần mở rộng, quy lực càng lúc càng khủng khiếp. Theo đó vọng ra một tiếng kêu đầy thê lương. Giờ tét cuối cùng vỡ nát, biến thành từng mảnh thi thể bay đầy trời, sau đó bị hố đen cắn nuốt sạch sẽ. Hai cao vị thần đi cùng giờ tét đến nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều im lặng. Đợi đến khi nó hoàn toàn ngã xuống, bọn chúng không chút do dự xoay người rời đi. Không ngờ ở thời điểm đặc biệt năng lực của A Xuẩn lại có thể kinh khủng như vậy. Cao Bằng rất xúc động. Xem ra chỉ cần vận dụng năng lực thật tốt cũng không phải không có khả năng lấy yếu thắng mạnh. A Xuẩn kiêu ngạo hừ một tiếng. Là do A Xuẩn cực mạnh có được không? Cho nên từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi đều phải đi tu luyện cùng đám người tiểu hoàng, không cho phép lười biếng. Cao Bằng nói tiếp. Trong mắt A Xuẩn xoay tròn, mấy xúc tua nhỏ ôm lấy đầu, đầu A Xuẩn trống rỗng, A Xuẩn không ổn rồi. Nói xong, chỉ chớp mắt đã thấy nó biến mất. Tên này. Cao Bằng thấy rất đau trứng xem ra không cần ta ra tay rồi sasi quan sát rất tinh tế những kẻ địch kia đều bị hù dọa bỏ chạy trước khi nắm chắc nhất định sẽ không lại xuất hiện nữa ngày hôm sau sasi dẫn a ngốc chào tạm biệt cao bằng rồi quay về vị diện hải hố đen trên bầu trời kéo dài suốt một tuần mới lắng lại trong một tuần này cao bằng phát hiện người dị tộc không còn xuất hiện nữa ngay cả mấy vương triều dị tộc gần thông đạo không gian cũng dọn nhà rời xa khu vực này. Một khoảng thời gian sau, có người dị tộc tới trao đổi chuyện hai tộc hòa đàm, cao bằng giao chuyện này cho ông ngoại đi làm. Dù sao dị tộc đã sống ở cửu thiên thập địa hơn một vạn năm rồi, trong một khoảng thời gian ngắn không thể triệt để đánh ngã, đây sẽ là một quá trình khá dài. Dù là dị tộc năm xưa cũng không thể đuổi nhân tộc đi trong một lần, mà phải mất mấy chục năm mới đuổi được phần lớn nhân tộc ra khỏi cửu thiên thập địa. Sau khi hố đen lắng lại, giữa không trung xuất hiện một viên thần cách không gian hoàn toàn trong suốt. A Sủng lóe một cái xuất hiện bên cạnh thần cách không gian. Nó vốn rất mẫn cảm với khí tức không gian, nên đã phát hiện ra viên thần cách này từ lâu, nhưng thần cách lại bị không gian loạn lưu cùng bạo che mất khí tức nên A Sủng cũng không dám tùy tiện xông vào. Mà thi thể của Jermanet còn chưa lạnh đâu. A Sủng vụng trộn giấu thần cách không gian đi nhìn quanh mới phát hiện ra không ai chú ý đến mình cười thầm đắc ý sau đó lóe lên một cái rồi biến mất không còn tung tích trong tầng hầm ngầm a xuẩn lấy thần cách không gian ra hừ cao bằng còn dám gọi ta là con cá ướp muối nhất định ta phải đánh mặt ngươi biến ngươi thành cao bằng mặt đỏ a xuẩn xòe ra một đống xúc tu ôm lấy thần cách không gian hấp thu sức mạnh của nó không gian bốn phía quanh a xuẩn không ngừng chấn động nổi lên từng đạo gợn sóng. A Xuẩn cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức mạnh. Nó cảm giác, dường như mình đã biến thành đại ma vương. Cao bằng, cao bằng. Ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Tiểu Hoàng hưng phấn xông vào trong phòng. Tiểu Diễm sao? Tiểu Hoàng mừng hụt. Sao cái gì ngươi cũng đoán trúng được thế? Tiểu Hoàng hờn dỗi. Vì ta là chủ nhân của ngươi. Cao bằng cười ha ha. Tiểu Hoàng gãi đầu, cảm giác Cao Bằng nói rất có lý. A Ban và Tiểu Diễm cùng quay lại sao? A, à, ta không chú ý, Tiểu Hoàng lúng ta lúng túng đáp. Khóe miệng Cao Bằng giật giật. A Ban rõ ràng như thế mà ngươi không chú ý đến, vậy ngươi chú ý được cái gì? Ta không nhìn thấy mà. Tiểu Hoàng Đường Hoàng giải thích. Đùng, đùng. Mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Cao Bằng hiểu, xem ra A Ban về rồi. Cao Bằng, ngươi ở đâu? Hắn có thể nghe được tiếng A Bang gọi từ phía xa. Ta ở đây." Cao Bằng hô lên. A Bang không nghe thấy, cách hơn 10 dặm thoáng lướt qua Cao Bằng. "Được rồi, là ta không tốt. Là ta quá thấp, khiến ngươi không nhìn được, đừng nóng giận nữa." Cao Bằng ngồi trên đỉnh đầu A Bang, dỗ dành con nó. "Hừ, A Bang không thèm giận." A Bang hừ một tiếng sau đó chuyển thành giọng đáng thương cao bằng ngay cả a xuẩn cũng thành thần rồi mà ta vẫn chưa thành thần có phải ngươi không thích ta không lại ở đây nói xấu a xuẩn không gian chấn động nhẹ a xuẩn xuất hiện trên đỉnh đầu a bang dùng xúc tu đánh đánh a bang một cái dương dương đắc ý nói nói cho các ngươi biết từ giờ trở đi ta sẽ là ngự thú mạnh nhất của cao nguyệt nguyệt khí thế toàn thân a xuẩn nở rộ chẳng biết từ khi nào đã đạt đến sơ vị thần đỉnh phong Tiểu Hoàng gãi gãi đầu, không thể hiểu nổi, làm sao ngươi trở nên lợi hại như vậy được. Chỉ là chuyện nhỏ. A Xuẩn hết đầu lên chờ người khác khen ngợi. Bây giờ ngươi đang ở cấp 98, để ta cho hát qua một chút tinh hoa huyết nhục, chỉ cần ngươi hấp thụ hết chắc chắn sẽ đạt được cấp 100, ngưng tụ thần cách là chuyện không thành vấn đề. Cao bằng vỗ vỗ đầu A Bang. Tức chết ta rồi. Thấy không ai để ý đến mình, A xuẩn hờn dỗi lấp lóe bỏ đi. Lệ. Nơi xa vọng tới tiếng chim hót vang, viễn chuyển mà thanh thúy. Cao Bằng nhận ra là tiếng của Tiểu Diễm. Tiểu Diễm kêu lên một tiếng làm gì? Cao Bằng lo nghĩ. Sau đó, hắn chú ý thấy thái độ của Tiểu Hoàng thay đổi khá vi diệu, đứng ngồi không yên, co quắp khẩn trương, sau đó vội vàng tìm lý do bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng Tiểu Hoàng, ánh mắt Cao Bằng trở nên thâm thúy hắn đột nhiên gọi nó lại tiểu hoàng nghi ngờ quay đầu lại ta cho ngươi thứ này cao bằng đi lên trước thần thần bí bí đặt vào lòng bàn tay tiểu hoàng một cái bình nhỏ nhìn rõ rồi tiểu hoàng chấn kinh vì sao cao bằng ngươi lại mang theo thứ này bên người tuyệt đối không được các người đang cầu hòa hay đang bố thí cho chúng ta đấy lão kỹ ép chặt hai tay chống lên mặt bàn ngã toàn bộ cơ thể ra phía trước hai hàng lông mày trắng như hai lưỡi đao sắc bén ép mí mắt tỏa ra hàng quang. Chúng ta cũng chưa từng thua. Khu vực các ngươi nói là cương vực của linh tộc chúng ta từ xưa tới nay, chúng ta không thể cắt nhường. Thi cốt trên trời còn chưa lạnh đâu. Các người tự tin vậy sao? Lão kỹ cười lạnh, từ xưa đến nay trong miệng các ngươi chỉ là tự phán đoán, chân tướng thế nào thì trong lòng các ngươi tự hiểu rõ. Đây là sư tử ngoạm. Muốn đánh thì đánh lão kỹ trực tiếp lật bàn. Người đối diện há hốc miệng. Đánh thì không thể rồi. Trước khi đến bên trên đã hạ tử lệnh, nhất định phải ổn định nhân tộc. Vết xe đổ của German Tech còn ở đó, trước khi biết rõ German test chết thế nào, tuyệt đối không thể đánh. Bọn họ phải nghĩ kỹ xem nên đối kháng thế nào, tìm ra phương pháp ứng đối với nhân tộc rồi mới có thể tiếp tục khai chiến. Về mục tiêu báo thù cho Germantek thì không đến mức vĩ đại như vậy. Nếu như là một vạn năm trước thì có lẽ còn có thể. Nhưng sau một vạn năm, nhân tâm đã thay đổi. Bọn họ không còn là người chinh phục của bộ lạc năm xưa, cũng không còn là anh hùng vĩ đại dẫn dắt linh tộc cuộc khởi nữa. Bọn họ đã biến thành kẻ thống trị, là quốc vương, lãnh tụ. Khi cân nhắc một vấn đề, họ đã thiếu đi một chút nhiệt huyết, nhiều thêm một chút tỉnh táo điều kiện của các ngươi là gì? Từ nay trở đi lãnh địa của Minh Ngọc Quốc và Khô Vinh Quốc sẽ thuộc về nhân tộc chúng ta. Được. Sứ giả linh tộc gật đầu. Thứ hai. Kỷ hàng vũ nhếch miệng. Còn nữa sao? Sứ giả linh tộc ngạc nhiên. Đương nhiên. Ta có nói là chỉ có một điều kiện đâu. Kỷ hàng vũ sâu sắc nói. Sứ giả linh tộc cười khổ, nói đi. Thứ hai, từ nay về sau lãnh thổ phong bạo quốc sẽ trở thành thuộc địa của nhân tộc chúng ta. Thuộc địa. Đây là lần đầu tiên sứ giả linh tộc nghe tới danh từ này. Là cái gì? Kỷ hàng vũ lấy một chồng hợp đồng thật dày từ trong ngăn kéo ra. Không biết cũng không sao, ta sẽ thông thả giải thích cho ngươi. Kỷ hàng vũ mỉm cười. Nhưng trong mắt sứ giả linh tộc, nụ cười này thật sự dữ tợn ghê tởm. Đàm phán kết thúc, sứ giả linh tộc trung chân bước ra khỏi phòng đàm phán, tự thề với lòng, lần sau tuyệt đối sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Mấy ngày hôm sau, nhóm người nhân tộc đầu tiên vượt qua thông đạo không gian, chính thức tiến vào cửu thiên thập địa. Người linh tộc trong khô vinh quốc và minh ngọc quốc bị đưa đến quốc gia khác gần đó. Chủng tộc nhân tộc đã bị phủ bụi một vạn năm này, rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mắt người linh tộc với một tư thế ngang ngược cường thế. Mọi người có ai muốn đi Phong Bảo quốc để trở thành tổng đốc thực dân? Trong phòng hội nghị, Cao Bằng ngồi trên cao, hai bên trái phải là các đại trưởng lão ngự sử của Bộ Lạc. Ta muốn hỏi, nếu như Bộ Lạc chúng ta đi Phong Bảo quốc trở thành tổng đốc thực dân, vậy nếu như dị tộc có ngự sử thần cấp đến đây quấy rối? Ngự sử của Bộ Lạc Bạch Long nhìn về phía Cao Bằng chờ đợi, tuy hắn không nói ra câu tiếp theo nhưng ý đã rất rõ ràng. Ta sẽ ra tay. Cao bằng gật đầu. Ta tất nhiên sẽ không mặc cho nhân tộc chúng ta bị dị tộc bắt nạt. Trưởng lão của bộ lạc Bạch Long thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhưng tổn thất trong thời gian này lại không có liên quan gì với ta. Cao bằng nghiêm túc nói, thực dân một quốc gia tuy có lợi ích rất lớn, nhưng ba phần lợi ích trong đó phải chia đều cho các thế lực trong hội trưởng lão, còn lại bảy phần mới là lợi ích do cá nhân tổng đốc thực dân thu được đồng thời tất cả tiêu hao trong quá trình khai thác thực dân đều do thế lực tổng đốc thực dân tự mình ra ngài không làm tổng đốc thực dân sao một trưởng lão ngự sử hỏi thăm cao bằng ta không làm cao bằng lắc đầu hắn chướng mắt vị trí này của cải được tích lũy nhiều năm của ba đại vương triều đều bị hắn cướp sạch sẽ tới nữa cũng chỉ là lặp lại bước đi của ba đại vương tộc trước mà thôi nghe cao bằng nói hắn không làm tổng đốc thực dân những người khác lập tức động lòng. Tuy nhiên, chuyện này phiêu lưu cũng không nhỏ. Đầu tiên, những người dị tộc thuộc địa kia chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện, sẽ có rất nhiều tổ chức âm thầm phản kháng. Thứ hai là chủng tộc khác nhau, chính lệnh ban bố xuống sẽ bị cản trở rất lớn. Hơn nữa, nghe nói kho báu đã bị một vị nào đó lục soát quét sạch rồi. Cuối cùng bộ lạc Bạch Long rút được số một, trở thành bộ lạc đảm nhận tổng đốc thực dân phong bạo quốc đời thứ nhất. Trống. Tiếng gầm của sư tử vang vọng bầu trời. Trên mặt Cao Bằng thoáng mỉm cười. Tịch sư cuối cùng đã hấp thu xong Hải Dương Thánh sư. Cao Bằng còn chưa tiếp cận đã cảm giác được một khí tức cực lớn. Lưu quang hiện lên. Tịch sư xuất hiện ở trước người, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Bộ lông với ba màu trắng, lam, xanh trải rộng ở trên thân thể. Trảo sư tử thuần màu xanh, đầu sư tử là màu trắng. Trên lưng có một đường màu lam kéo dài đến đuôi. Cao Bằng cẩn thận quan sát Tịch sư sau khi tiến hóa. Sao ta có cảm giác ngươi biến dạng vậy? Một câu nói này làm vẻ mặt kiêu ngạo của Tịch sư lập tức rơi vỡ. Nó bị đã kích. Cao Bằng, ta đã đột phá phẩm chất vĩnh hằng, đồng thời trở thành trung vị thần. Tịch sư u oán nhìn Cao Bằng. Nhưng cái đó thì có liên quan gì tới việc ngươi xấu đi? Cao Bằng nghiêm túc nói với Tịch sư Tịch sư. Ngươi lại nói ta xấu nữa thì ta sẽ tức giận đấy. Ta đang suy nghĩ về một việc. Việc gì? Sau khi ngươi hợp nhất bảy thánh sư, liệu ngươi có thể biến thành cầu vồng hay không? Tịch sư ngạc nhiên. Vậy chẳng phải ngươi sẽ biến thành chung cục thất thải sư sao? Trống. Ngày hôm nay rất nhiều người đều nghe thấy được hai tiếng sư tử gầm, tuy nhiên tiếng gầm sau lại cho người ta cảm giác bi thương. Tên quái vật, tam thánh sư đẳng cấp quái vật, trung vị thần linh trưởng khống pháp tắc, pháp tắc hải dương 18.9%, pháp tắc phong bạo 9.6%, pháp tắc hàng băng 3.4% phẩm chất quái vật, phẩm chất vĩnh hằng đặc tính quái vật, tam thánh thôn vệ, tăng kháng tính đối với pháp tắc liên quan đến hệ thủy, hệ phong, hệ băng. Hơn nữa có thể thôn vệ lực lượng pháp tắc của ba hệ này. Hiệu quả hiệu quả bị động, có thể thôn vệ pháp tắc liên quan tới hệ thủy. Hệ phong, hệ băng, đẳng cấp thôn vệ pháp tắc cụ thể có liên quan tới đẳng cấp của ký chủ. Hiệu quả hiệu quả chủ động, ký chủ có thể giải phóng pháp tắc bị thôn vệ của ba hệ ra ngoài để tấn công kẻ địch. Hiệu quả hiệu quả chủ động, ký chủ có thể tiêu hao một phần lực lượng dùng để thôn vệ vượt qua năng lực chịu đựng cực hạn của mình đối với ba hệ pháp tắc, đồng thời phản kích kẻ địch. Nhưng mà điều này sẽ tạo thành phản vệ nhất định đối với ký chủ. Lực lượng Tam Thánh đặc tính có khả năng trưởng thành, dung hợp càng nhiều thánh sư có thể khiến đặc tính thu được sự trưởng thành. Hiệu quả hiệu quả chủ động, sau khi kích hoạt có thể khiến cho lực lượng của ký chủ được tăng cường gấp 3 trong khoảng thời gian ngắn, mức độ trưởng khống pháp tắc cũng gia tăng trong khoảng thời gian ngắn, liên tục trong nửa giờ, thời gian làm lạnh là một ngày. Tam Thánh Quang, Thánh Quang tập trung khí vận của sư tộc. Hiệu quả hiệu quả bị động, khi ký chủ ở trong trận chiến công bằng, khi đánh bại kẻ địch sẽ thu được cảm ngộ pháp tắc nhất định. Hiệu quả hiệu quả bị động, khi ký chủ ở trong trận chiến công bằng bị kẻ địch đánh bại trong thời gian dài, có thể sẽ dẫn đến cảm ngộ pháp tắc suy yếu. Giới thiệu vắng tắt về quái vật, tồn tại vương giả trong sư tộc, tam thánh sư trong truyền thuyết, tập trung ba loại lực lượng của thánh sư, đã sơ bộ ngưng tụ tam thánh quan đại biểu khí vận của sư tộc. Sau đó cao bằng tranh thủ thời gian đi thăm A-Bang, Thấy nó vẫn đang ngủ say tích góp lực lượng đột phá thần cấp. Một tuần lễ sau, A Bang thành công đột phá thần cấp, ngưng tụ ra thần cách Đại Địa và thần cách Dung Nham. Dung hợp thần cách Đại Địa và thần cách Dung Nham khiến A Bang biến thành màu đỏ kim, cơ thể rắn chắc tràn đầy lực lượng. Từng dòng suối dung nham nhỏ trải rộng ở mặt ngoài cơ thể của A Bang, đứng trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy bụng của nó. Đầu và phần cơ thể bên trên của nó đã hoàn toàn tiến vào trong mây đen nham thạch cực nóng khiến mây đen nhuộm thành màu vàng. Lấy A Ban làm trung tâm, từng tầng vòng ánh sáng màu đỏ kim phóng ra ngoài. Chúng đi qua nơi nào liền để lại một ấn ký đen kịt. Nhiệt độ cao khủng khiếp nung nóng đất đai, dùng mắt thường có thể thấy được khói trắng từ mặt đất nhẹ nhàng bay lên không trung. Hình như trở nên xoáy hơn rồi. Cao bằng đi vòng quanh một phần tư A Ban, đoạn đường còn lại quá xa nên hắn cũng lười đi. Thật vậy sao? A à, Bang nghe Cao bằng khen mình, trong lòng đang khổ sở vì thể tích lại lớn hơn đã lập tức bị quét sạch sẽ. đương nhiên là thật rồi. Cao bằng vừa cười vừa nói. Gặp chuyện không may. Một tin tức truyền tới. Khi Cao bằng nhận được tin tức chạy tới thì chỉ nhìn thấy một thi thể. Cao bằng nhận ra người này, đó là một trưởng lão của bộ lạc Bạch Long, cũng là một ngự sử chuẩn thần người này còn có một thân phận chính là tổng đốc đầu tiên được phái qua thuộc địa chuyện xảy ra khi nào cao bằng nhíu mày lại nói tiếp hắn vẫn tính là quen mặt với tổng đốc bộ lạc bạch long này bọn họ đã gặp mặt mấy lần quan trọng nhất là ý nghĩ thuộc địa này còn là do hắn đề nghị người này vừa mới lên đảm nhiệm không được một tháng đã xảy ra chuyện như vậy không phải là đánh vào mặt hắn sao sáng hôm nay trưởng lão đại nhân bị tập kích là thủ lĩnh phản quân phong bạo quốc ra tay, một mình xông vào đô thành giết chết trưởng lão đại nhân. Vậy những người khác đang làm gì? Cao bằng hỏi. Những cường giả khác trong bộ lạc cũng ra tay, nhưng đều không phải là đối thủ của thủ lĩnh phản quân, trong đó còn có ba tiền bối thánh cấp bị đánh chết. Ta hỏi không phải điều này. Ý ta nói là những người dị tộc khác trong thành đang làm gì? Bọn họ lại cứ đứng nhìn thủ lĩnh của phản quân xông vào như vậy sao? cao bằng không nhịn được nói à ngự sử của bộ lạc bạch long không theo kịp lối suy nghĩ của cao bằng những người này đều là người dị tộc bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã là tốt rồi sao có thể còn ra tay giúp đỡ chứ thôi đi nhìn biểu tình của ngươi ta đại khái đã biết được chuyện xảy ra hôm nay rồi cao bằng thản nhiên nói bây giờ bảo các ngươi đi làm tổng đốc thực dân đúng là có hơi khó cho các ngươi vậy để ta đi kim chức chơi đùa một chút vậy. Ông ngoại, vẫn mong ông tìm giúp cháu tìm hai người chuyên nghiệp. Cháu sẽ không đi làm việc quản lý này, vẫn giao cho người chuyên nghiệp làm, cháu chịu trách nhiệm giết người là được. Giọng điệu cao bằng đầy bình tĩnh. Cao bằng, ta nhất định phải nghe ngươi giải thích. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta biến dạng. Ngươi không cảm thấy trên người ta có nhiều màu sắc như vậy nhìn qua đặc biệt lãnh khốc sao. Tịch sư đi vòng quanh cao bằng nhưng ngươi thật sự biến dạng rồi. Cao bằng bất đắc dĩ nói. Đi qua thông đạo không gian, Cao bằng ngồi trên lưng tịch sư một đường đi về phía nam, đi qua trăm vạn núi lớn mới chạy tới phong bảo quốc. Phong thành là đô thành của phong bảo quốc. Nhân khẩu thường trú trong phong thành có khoảng hơn 10 triệu, diện tích hơn 1.000 km vuông, các kiến trúc kéo dài không dứt. Ở tầng cao nhất trong khách sạn sang trọng bên trong phong thành, mấy người của đại gia tộc trong thành đang tụ tập lại nói chuyện thật sự không có chuyện gì chứ ngươi gia chủ lá gan của ngươi đúng là quá nhỏ chẳng lẽ hắn có thể giết hết chúng ta hay sao người lại không phải là chúng ta giết mà là người của phản quân giết nhân tộc còn cần chúng ta giúp bọn họ khống chế đám người linh tộc phía dưới không có chúng ta bọn họ thì lấy gì để khống chế bọn họ cầm nắm đấm đi khống chế sao ha 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 có người cười dễu cợt vang lên. Đúng vậy. Châm gia chủ nói đúng, cạn một chén nào. Chén rượu va vào nhau. Cốc cốc. Lúc này có tiếng gõ cửa vọng tới. Vào đi. Bẩm báo gia chủ, không xong rồi. Tổng đốc nhân tộc mới đến nhận chức nói muốn gặp tất cả các ngài trong Đông Thành môn, còn nói nếu như không gặp thì những gia tộc này không cần thiết tồn tại ở bên trong phong thành nữa. Người truyền lời thở hồng hộc vẻ mặt bối rối. Hắn làm sao dám? Trong bốn gia chủ, ngoại trừ ngư gia chủ ra, ba gã gia chủ khác đều giận tím mặt. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Đúng là làm càng, lại dám lớn lối như thế. Những gia chủ này vừa mắng vừa đứng dậy. Dùng ngự thú của ta đi, bác tí thần ưng của ta có tốc độ nhanh nhất. Ngươi đến dẫn đường. Ngư gia chủ mở miệng hòa giải. Ba gã gia chủ khác đều thành thật nhảy lên trên lưng bác tí thần ưng trực tiếp chạy tới đông thành môn. Toàn thân bác tí thần ưng đen kịch, dưới bụng có 8 cái ưng trảo, thân dài gần 30 mét, đỉnh đầu có huyết quang rất thần dị. Chỉ tốn hơn 10 giây, nó đã bay đến trên không trung đông thành môn. Thật trẻ tuổi. Đây là cảm giác đầu tiên khi bọn họ nhìn thấy rõ gương mặt của Cao Bằng. Tuy gương mặt có thể dùng một ít tài liệu trân quý để giữ lại tuổi xuân nhưng thần vận trong xương cốt trẻ tuổi này lại không thể bắt chước được. Mấy gia chủ liếc nhìn nhau. Lần này nhân tộc phái một hậu bối còn trẻ như vậy tới, người trẻ tuổi thường rất nông nổi, chẳng lẽ nhân tộc bên kia có tính toán gì sao? Trước khi quốc chủ phong bạo quốc ngã xuống, mấy gia chủ lớn trong phong thành cũng có mâu thuẫn. Nhưng khi phong bạo quốc trở thành thuộc địa, mâu thuẫn giữa bốn đại gia tộc này đã giảm đi rất nhiều, thậm chí mơ hồ có ý kết đồng minh. Ở trên nguyên tắc chủng tộc, những gia chủ đều có chút lo lắng, không dám qua lại quá gần với nhân tộc, bằng không dễ dàng bị chửi là linh giang. 1, 2, 3, 4 Ánh mắt cao bằng đảo qua trên người bốn gia chủ. Ấy, không phải đều còn sống sao? Vẻ mặt các gia chủ thật sự không dễ nhìn. Lúc trước xảy ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi không hề có người nào đứng ra, ta còn tưởng rằng các ngươi đều chết hết rồi. Cao Bằng tiếc hận nói: "Tổng đốc đại nhân nói gì vậy? Ngày đó ta vừa vặn không ở trong thành, một người cháu gái của ta tổ chức đại thọ, ta đi mừng sinh nhật nàng." Ngư gia chủ đứng ra khẽ nói. Ba gia chủ khác cảm thấy loại hành vi này của Ngư gia chủ có chút trơ trẽn. Vì vậy bọn họ đều quay đầu nói với Cao Bằng: "Tổng đốc đại nhân, ngày đó ta đi Hỏa Vân cốc thu thập Hỏa Vân thạch, ta cũng không ở trong thành." Nếu như ta ở trong thành thì nhất định sẽ ngăn cản phản quân. Tổng đốc đại nhân, ngày đó ta. Cao bằng giơ tay lên ngắt lời nói của bọn họ, được không cần nói. Ta biết ngày đó các ngươi đều trùng hợp không ở đây. Những năm gần đây, bốn gia chủ đã luyện ra được da mặt cực dày, mặt không đỏ tim không đập gật đầu nói phải. Nhưng ta không hy vọng tiếp theo các ngươi cũng vừa vặn không ở đây. Cao bằng thản nhiên nói bốn tên gia chủ ngoài mặt đáp ứng thật ra trong lòng thầm cười lạnh người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi dễ bị lừa gạt như vậy ta cho các ngươi hai ngày ta muốn biết địa điểm chứa chấp tất cả phản quân bằng không sẽ bị coi là bao che phản quân bị xử lý như chúng cao bằng nói xong liền xoay người rời đi chỉ để lại những gia chủ này nhìn nhau một gia chủ trầm giọng nói nói cho hắn biết sao nói cho hắn biết dù sao cũng không cần chúng ta ra tay." Ngư gia chủ lo lắng buồn phiền nói. Không biết vì sao, hắn nhìn thấy tổng đốc mới này, trong lòng lại có một dự cảm chẳng lành. Những quân phản loạn kia không có liên quan gì với chúng ta. Hơn nữa gần đây bọn chúng càng lúc càng kiêu ngạo, cũng đến lúc phải trị một chút rồi. Châm gia chủ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút khó coi. Chính là tòa thành trì này sao? Cao bằng đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía thành nhỏ trước mắt này đúng vậy đại nhân đầu lĩnh của phản quân ở trong tòa thành này châm gia chủ đứng sau lưng cao bằng trong mắt có chút sầu khổ hắn vốn tính sau khi báo ra vị trí phản quân sẽ chạy ra kết quả lại bị cao bằng ép phải ở lại trực tiếp dẫn theo đi tới trước thành trì của phản quân theo hắn biết thì trong phản quân không ít hơn ba gã ngự sử chuẩn thần chỉ với hai người bọn họ thì làm sao có thể là đối phủ của đám phản quân này chứ nếu quả thật không được trong mắt châm gia chủ lặng lẽ dâng lên chút sát ý ở bên trong là được rồi cao bằng thản nhiên nói rồi búng tay một cái ở dưới ánh mắt khiếp sợ của châm gia chủ trên không trung của thành trì xuất hiện một vòng xoáy một ngọn núi khủng bố từ trên trời rơi xuống ầm uhm. tường thành vững chắc không khác gì tờ giấy trực tiếp bị ép bằng bụi bặm vừa cuồn cuộn nổi lên đã bị hút ngược trở về đáy núi ngoài mặt thân núi chảy xuôi dòng nham thạch màu đỏ kim giống như huyết quản a bang mơ mơ màng màng mở mắt cao bằng ta hình như ngồi vào ba con mũi không sao cao bằng an ủi a bang thần lực còn sót lại từ trong cơ thể a bang tràn ra ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đỏ lớn siêu cấp trên không trung cao bằng lại bốn ngón tay một cái a bang đã được thu lại trong không gian ngự thú thành trì phía trước bị sang thành đất bằng. Trên mặt đất lõm xuống mấy mét, không ít nơi đều có xu hướng bị kết tinh hóa, trên bầu trời lưu lại vòng xoáy năng lượng màu đỏ. Chúng ta trở về thôi. Cao bằng nói. Ngươi ngươi. Toàn thân châm gia chủ run rẩy, hoảng sợ chỉ vào cao bằng. Cao bằng mỉm cười khoát tay lên trên vai châm gia chủ, được rồi, ngươi không phải đã nhìn thấy sao? ở dưới sự dẫn dắt vĩ đại của châm gia chủ tổng đốc mới nhậm chức thành công tiêu diệt phản quân trở lại ta sẽ thăng quan cho ngươi mặt châm gia chủ dạy ra hắn biết bản thân mình sợ rằng đã đội lên một cái mũ linh gian cả đời cũng đừng mong lấy xuống được hơn nữa bất kể thế nào hắn cũng không ngờ được tổng đốc mới tới lại là một ngự sử thần cấp bây giờ nhớ tới những mưu kế của đám người mình lúc trước và chút khôn vặt bây giờ hắn lại thấy thật nực cười ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả mưu kế đều trở nên vô nghĩa. Buồn cười là đám người mình lại còn muốn lợi dụng một ngự sử thần cấp. Sau khi trở về, Cao Bằng cho người thông báo, châm gia chủ có công báo tin, đề bạc phong làm thành lệnh của phong thành phong bảo quốc, phụ trách trưởng quản các cửa hàng, giao dịch lớn trong nội thành. Đồng thời quản lý việc thu thuế và giám sát trị an thành thị, có được quyền chấp pháp cấp 2. Cha, con có một tin tốt muốn báo cho cha. Đại tiểu thư châm gia hấp tấp đẩy cửa xông vào phòng. Gia chủ châm gia đang ngồi trên ghế thở ngắn than dài nghe vậy bèn quay lại, thấy đứa con gái thứ ba mình yêu thương nhất cũng vui hơn vài phần, hỏi, tin tốt gì vậy? Cha được tổng đốc đề bạc làm thành lệnh phong thành đó. Hai mắt gia chủ châm gia tối sầm lại. Tiểu tặc gian trá. Hô! Cuối cùng đã chạy tới rồi ngoài thành biên cảnh khô vinh quốc có một lão nhân ngồi trên vai một con xích giáp chiến tướng, nhíu mày nhìn nhân tộc đang lui tới trong thành. Vẫn chậm một bước. Có lẽ ta nên cân nhắc việc bắt một con ngự thú loại hình tốc độ rồi. Như vậy chậm quá. Lão nhân nghĩ như vậy. Hừ. Cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, xích giáp chiến tướng bên dưới hừ lạnh biểu thị sự bất mãn. Được rồi, được rồi. Chỉ cần ngươi, không cần ngự thú khác. Lão nhân trấn an con ngự thú của mình. Xích giáp chiến tướng chậm rãi gật đầu, con ngươi màu đỏ lấp lóe nhìn chầm chầm thành trì trước mặt, đáy mắt lộ ra một tia khát máu, muốn xông vào đại khai sát giới. Bình tĩnh, chớ vội. Lão nhân ngăn ngự thú lại. Hắn có thể nhìn thấy có rất nhiều người của linh tộc cũng ở trong thành. Nếu tất cả người trong thành đều là người dị tộc, có lẽ ông ta cũng không cân nhắc nhiều như vậy nhưng có nhiều đồng tộc trong đó như thế lão nhân cũng hơi lo lắng đáy mắt ông ta lộ ra vài phần khó hiểu bởi vì căn cứ theo những gì nhìn thấy thì hình như đồng bào linh tộc ở trong thành không bị ngược đãi mà đang quan minh chính đại đi lại dưới ánh mặt trời trên cổ trên mặt cũng không bị đóng ấn ký nô dịch đám người dị tộc này đang làm gì thế nhỉ lão nhân tự lẩm bẩm đi vào trong thành trên đường phố người linh tộc và người nhân tộc qua lại lẫn lộn. Ngoài cửa thành, bên tay trái có dán một bản thông báo. Một, trong thành cấm tư đấu. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý căn cứ theo tình tiết nặng nhẹ. Hai, tài sản thuộc về mỗi người là tài sản riêng tư thần thánh không thể xâm phạm. Cấm chỉ mọi phương pháp chiếm đoạt tài sản của người khác, ngoại trừ giao dịch mua bán. Nếu làm trái, sẽ bị xử phạt gấp trăm lần. 3. Tất cả giao dịch trong thành đều được nhân tộc bảo hộ. Nhân tộc sẽ trưng thu thuế 2% mọi giao dịch chính quy. 4. Người dị tộc lựa chọn định cư ở địa khu Khô Vinh sẽ được hưởng chính sách miễn thuế 3 năm. 5. Ba quy tắc đầu có hiệu lực với tất cả chủng tộc. 6. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về Liên minh nhân tộc. Đây là cái gì? Lão nhân nhíu mày. Thông tin ghi trên bản thông báo này khá hay ho. Mới đầu Ông ta chỉ đọc cho biết, nhưng sau đó ánh mắt dần dần thay đổi. Mặc dù người dị tộc không trải qua thời đại tin tức internet bùng nổ, nhưng không có nghĩa là họ ngu ngốc hơn nhân tộc. Đơn giản chỉ là hơi thiếu kinh nghiệm một chút mà thôi. Đang làm trò gì thế này? Lão nhân lắc đầu. Nhưng mà sau một vạn năm, xem ra người nhân tộc quay lại Cửu Thiên Thập Địa không có ý mở ra chiến tranh toàn diện. Tâm tình lão nhân khá phức tạp thu lại sát ý trong lòng. Nghe nói bên nhân tộc cũng có ngự thú thần cấp, nếu có thể không xảy ra chiến tranh là tốt nhất. Ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào sự tàn khốc của trận chiến một vạn năm trước. Năm đó, ông ta đã mất rất nhiều bạn bè. Qua cửa thành đi vào trong, lão nhân thấy một gian hàng trang trí rất mới lạ ngay trung tâm đường chính. Dòng người ra vào cửa hàng cực kỳ lớn, người ra người vào gần như chẹn cứng cửa lớn lão nhân thuận theo đoàn người trà trộn đi vào trên kệ hàng hai bên đặt một vài thứ ông ta chưa thấy bao giờ radio máy may máy chơi game lão nhân đọc từng chữ từng chữ một cách cực kỳ hoang mang những thứ này là cái gì hay là mua thử hai cái xem lão nhân trần trường nghĩ bụng thực sự có hiệu quả sao một trưởng lão tộc bạch long nghi ngờ hỏi chỉ bằng những thứ ấy mà có thể chinh phục dị tộc sao nói đùa à ngươi xem thu nhập tháng này của chúng ta đi kỹ hàng vũ ra hiệu cho thư ký thư ký gật đầu sau đó mở powerpoint ra trên màn chiếu treo trên tường hiện ra từng dãy số liệu ồ nhiều như vậy sao đám người dị tộc này nhiều tiền vậy sao kỹ hàng vũ đeo kính lên tiếp tục nói các ngươi có biết khởi xướng một trận chiến tranh sẽ tổn thất chừng nào không Thứ nhất, chiến tranh không thể tránh được người chết. Mà chiến trường thay đổi trong chớp mắt, nếu nhỡ có ngự thú đỉnh cấp của dị tộc lẻn vào hậu phương của chúng ta đại khai sát giới thì phải làm sao? Chủ đề của kỹ hàng vũ rất sắc nhọn. Ngự sử các bộ lạc trầm mặt. Có thể chúng ta không sợ, nhưng thân nhân của chúng ta, bạn bè của chúng ta thì sao? Bọn họ rất yếu đuối. Các ngươi có biết vì sao đến giờ vẫn không xảy ra chiến tranh không? bởi vì người dị tộc cũng có lo lắng chúng ta lo lắng bọn họ sẽ không tuân theo quy củ bọn họ cũng lo lắng chúng ta sẽ không theo quy củ kỹ hàng vũ phân tích trừ khi có thể diệt tuyệt phần lớn người dị tộc trong một thời gian ngắn đồng thời hốt gọn các cường giả đỉnh cao của họ chỉ trong một mẻ nhưng rất xin lỗi trước mắt chúng ta không thể làm được tùy tiện khởi xướng chiến tranh dù có thắng cũng cần thời gian dài dằng dặc để dưỡng thương hơn nữa, sẽ còn cả đau xót và tiếc nuối vô hạn. Kỷ hàng vũ nghiêm túc nói, cho nên, ta tổ chức hội nghị lần này, mục đích là hy vọng các ngươi có thể tạm thời ước thúc cừu hận của mình. Có rất nhiều phương pháp tiêu diệt kẻ địch, ngoài tiêu diệt đánh giết ra thì còn có một loại nữa, đó là tiêu diệt trên mặt tinh thần. Cái gì là tiêu diệt trên mặt tinh thần? Bạch thông minh trầm mặt một lát rồi hỏi một cái đài radio thành phẩm chỉ tốn chi phí 20 đồng, nhưng bán cho người dị tộc rồi dùng tiền tệ của bọn họ để mua tài liệu, chúng ta sẽ có lợi gấp 1.000 lần. Chúng ta bán những thứ này cho người dị tộc, sau đó dùng tiền này mua những tài liệu có giá trị để bồi dưỡng cho ngự thú của mình. Nếu người dị tộc không mua radio thì sao? Chúng ta còn có máy chơi game, TV, máy giặt, đủ loại đồ điện. Nhưng mà đồ điện nhất định phải có điện mới có thể sử dụng, mà có rất nhiều nơi trên cửu thiên thập địa không có thứ này. Có trưởng lão bộ lạc lên tiếng hỏi. Chúng ta có thể giúp họ xây nhà máy điện, sau đó giao quyền kinh doanh nhà máy điện cho những dị tộc có quan hệ tốt với chúng ta, thuận tiện lôi kéo một nhóm lãnh đạo cao tầng của dị tộc nữa. Kỷ Hàng Vũ nói một cách đương nhiên. Cuối cùng, sau khi đồng ý cho những bộ lạc này một phần lợi ích, các bộ lạc cũng bị kéo lên chiến xa chiến tranh kinh tế, không cần lo lắng sẽ bị người kéo chân còn về trình tự áp dụng đương nhiên sẽ không đơn giản như kỹ hàng vũ nói mọi quy trình cụ thể đều được giao cho người có chuyên môn tất cả các nhà kinh tế học chuyên gia tài chính hàng đầu của các quốc gia ở trái đất đang liên hợp lại mặt khác ở trong phong bảo quốc cao bằng cũng từ nhiệm vị trí tổng đốc thực dân tổ chức phản quân lớn nhất ở nơi này đã bị cao bằng tận diệt từ đó trở đi các tổ chức còn lại rất biết điều. Cao Bằng quay lại trái đất đương nhiên là có việc quan trọng hơn. Hắn nhận được tin nhắn của Ao Lu, người lớn trong nhà nó đã tìm tới tận cửa. Thiếu niên tinh quần bị bắt cóc mấy tháng, đại nhân nhà nó cuối cùng cũng tìm tới cửa. Trở lại cao nguyên thanh thiên, vừa bước ra vết nứt không gian thì một cảm giác áp bách đã ép tới. Cao bằng cúi đầu, chú ý tới tất cả cây cỏ trên thảo nguyên đều ngã rạp trên mặt đất cao bằng cúi người xuống đỡ một gốc cỏ đứng dậy rõ ràng không có gió cây cỏ được đỡ dậy vừa mất đi lực đỡ bên ngoài đã rất nhanh nằm rạp xuống cao bằng ngẩng đầu nhìn về phía đông bây giờ còn là ban ngày nhưng trên không trung nơi đó lại có ánh sao chói lòa ban ngày có sao hiện trên trời xanh có từng ngôi sao chói lòa lập lòe từng ánh sao từ trên bầu trời chiếu xuống cao bằng ở trên núi cao nhìn thấy gia trưởng của ao lu một lỗ đen sừng sững ở trên đỉnh núi cao bằng cảm giác được khí tức của ao lưu ở trong lỗ đen nhân loại một giọng nói tan thương trực tiếp truyền vào trong đầu cao bằng cảnh sắc xung quanh cao bằng đột nhiên thay đổi từ thảo nguyên biến thành đỉnh núi xung quanh có cùng phong gào thét nhưng đều bị một tầng vách ngăn màu đen ngăn cản nhìn từ bên trong ra ngoài tất cả mọi vật đều bị che kín bởi một tầng vải mỏng màu đen ao lưu nhà ta nói nó rất thích ngươi Cao Bằng cuối cùng cũng nhìn thấy người nhà của Ao Lu. Ao Lu trước giờ không sợ trời không sợ đất, lúc này giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh người lớn. Đứng bên tay trái của Ao Lu là một con quái vật cao gấp hai lần nó, nhìn bề ngoài có bảy phần tương tự với Ao Lu, trên đỉnh đầu mọc ra đôi sừng cong về phía sau. Tên quái vật, diệt tinh giả, bạo tinh hà tinh chủ đẳng cấp quái vật. Phẩm chất quái vật, phẩm chất vĩnh hằng đặc tính quái vật. Đúng vậy, ta vẫn xem Ao Lu là bạn của mình. Cao Bằng đáp lại đúng mực. Tinh Chủ cười khẽ. Ao Lu kết giao một ít bạn mới cũng không tệ. Dù sao sau này chúng ta cũng muốn định cư ở vị diện Hải, có một hàng xóm cũng tốt. Cao Bằng nghe được từ trong lời của Tinh Chủ có ẩn ý khác. lẽ nào trong chiến tranh Tinh Quần đã chiếm được Thượng Phong? Trước khi tới đây ta và Tử Vong Chúa Tể đã trao đổi qua, đã đến lúc kết thúc trận chiến tranh này rồi tinh chủ quay đầu nhìn về phía tây ánh mắt dường như có thể xuyên qua vị diện vô tận nó giơ đầu ngón tay phải lên một quả cầu năng lượng màu xanh lam dần dần khuếch tán ra bên trong quả cầu năng lượng hiện lên màu xanh lam vòng bên ngoài có một tầng vỏ màu đen ngón trỏ điểm nhẹ hư không trước mắt sụp xuống từng tầng một quả cầu năng lượng bị ném vào trong ầm 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 trong một đầu không gian khác truyền đến từng tiếng nổ mãnh liệt còn mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết có thời gian ngươi có thể tới vị diện hải chơi với ao lu tinh chủ đứng lên một tay nắm lấy gáy thịt của ao lu rồi gật đầu ra hiệu với cao bằng ao lu bị nắm ở phần gáy nhưng vẻ mặt không thay đổi xoay người trên không trung rồi giơ móng vuốt nhỏ vội chào cao bằng tinh chủ bước ra một bước đã lập biến mất đợi đến sau khi tinh chủ rời đi một lúc lâu thảo nguyên dưới chân núi mới dâng lên ánh sáng màu xanh rồi ngưng tụ ra bản thể thanh thiên thương long trong hư không vị vừa rồi là tồn tại rất cường đại giọng nói của thanh thiên thương long rất ngưng trọng đồng thời ánh mắt nó nhìn về phía cao bằng đã phát sinh một chút biến hóa nó không ngờ được cao bằng lại có thể quen biết với loại tồn tại cấp bậc như vậy cho dù ở cửu thiên thập địa loại cấp bậc đại lão như vậy cũng đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy người nhà của Ao Lu. Cao Bằng lắc đầu, biểu thị trước đó mình không quen biết đại lão này. Sau khi chào Thanh Thiên Thương Long, Cao Bằng lại thấy có một cái bóng chạy vội từ dưới chân núi qua. Cao Bằng, ta có một dự cảm chẳng lành. Tịch sư thở hồng hộc, vẻ mặt bối rối. Đây là lần đầu tiên Cao Bằng nhìn thấy vẻ mặt này ở trên người Tịch sư sau khi nó trở thành trung vị thần. Không cần thẩn trương, có chuyện từ từ nói ngươi làm sao vậy cao bằng trấn an tịch sư tịch sư ngồi xuống cúi đầu qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên vẻ sợ hãi trên mặt đã biến mất chân mày nhíu chặt ta cũng không biết tại sao nữa vừa rồi trong lòng ta đột nhiên rất hoảng loạn giống như bị tồn tại đáng sợ nào đó để mắt tới vậy gần đây ngươi có trêu chọc ai không sao có thể như vậy được ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta hai ngày trước ta đi đến đại thảo nguyên ở đông phi tìm hai con sư tử cái nhưng đây tuyệt đối là sư tử thuần chủng bản thổ của trái đất tịch sư liên tục lắc đầu điều này cũng đúng cao bằng hiểu rõ tính cách của tịch sư nhất nó không phải dạng chuyên gây chuyện như tiểu hoàng lúc nào cũng giống như một hỗn thế ma vương suốt ngày tỏ ra trời đất bao la lão tử là lớn nhất thế chắc là một trong bảy thánh sư khác cao bằng nghiêm mặt ngươi chỉ có mấy lạng thịt không đáng tiền này không ai lại vô duyên vô cớ tiêu hao tinh lực phát sinh ác ý với ngươi trừ khi giá trị của ngươi quá cao vẻ mặt tịch sư đau khổ ta không muốn làm thất thánh sư đâu ồ khi ngươi đột phá trung vị thần cũng không nói như vậy đâu cao bằng liếc nhìn nó tịch sư lúng ta lúng túng cười nói khi đó không phải là do ta còn trẻ lông bông không hiểu chuyện sao bây giờ muộn rồi cao bằng nói a à, vậy ta nên làm gì đây tịch sư có chút sợ hãi rất đơn giản cố gắng tu luyện tăng thực lực lên chờ con thánh sư muốn hại ngươi chạy tới thì đập chết nó tịch sư suy nghĩ kỹ một lát đột nhiên cảm thấy cao bằng nói rất hay dường như có chút đạo lý vậy ta đi tu luyện đây tịch sư vội vàng nói nói xong vội vội vàng vàng chạy ra xa mấy tháng sau cao bằng nhận được thư do a ngốc gửi tới mới biết rõ chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Không ngờ trận chiến giữa tinh quần và tự nhiên thần hệ, hải dương thần hệ cuối cùng đã kết thúc. Thủ lĩnh khủng hoảng chi phối giả của hải dương thần hệ bị một kích của tinh chủ đánh trọng thương, sống chết chưa rõ. Các thần linh khác của hải dương thần hệ đều ngã xuống. Ngoài ra, thần linh còn sót lại của tự nhiên thần hệ đã quy hàng tinh quần. Cuối cùng tử vong chúa tể và tinh chủ giao lưu thân thiết một phen, sau đó đã đạt thành ăn ý, tinh quần chiếm được địa bàn ban đầu của tự nhiên thần hệ và hải dương thần hệ, không va chạm với tử vong thần hệ. Sau lần tịch sư cảm giác được nguy hiểm, trong suốt thời gian rất dài sau đó tịch sư đều không có cảm giác này nữa. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, dị tộc trong cửu thiên thập địa cũng tiếp nhận sự tồn tại của nhân tộc. Nếu muốn nói tới thù hận của hai tộc, thật ra phần nhiều là do các thế hệ lão ngoan đồng trước đó thời gian vạn năm đã đủ để thay đổi rất nhiều thứ, rất nhiều thù hận năm đó đều bị chôn vùi vào trong đất. Trừ khi có người có thể đào những thù hận này từ trong đất lên. Nhưng ít ra trước mắt nhân tộc và cao tầng dị tộc tạm thời không có ý nghĩ này. Cộng thêm một vài thứ mới mẻ của nhân tộc lưu truyền đến cửu thiên thập địa làm cho người dị tộc có thiện cảm. Một ít thứ tên là tiểu thuyết, điện ảnh, kịch truyền hình, phim hoạt hình, tranh ảnh đã lặng lẽ lưu truyền đến Cửu Thiên Thập Địa. Mấy thứ này đều lặng lẽ làm thay đổi cách nhìn của người dị tộc, cũng ảnh hưởng đến ấn tượng của bọn họ về nhân tộc. Ở bên trong mấy thứ này, nhân tộc đều tích cực hướng về phía trước, có sở thích hòa bình và tư tưởng anh hùng vĩ đại. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không nhìn ra được quá nhiều tác dụng, nhưng cứ thế mãi thì sẽ có tác dụng rất lớn. Cùng lúc đó, một lá thư từ đế quốc thánh đà đã thông qua con đường đặc biệt đi tới trên tay cao bằng khi hắn mở thư ra một con đong đóm màu xanh lam từ trong lá thư bay ra ngoài trên đuôi đong đóm có ánh sáng hiện lên trong ánh sáng hiện ra hình ảnh của nhị hoàng tử đã lâu không gặp cao thân ái ta nghĩ ta cần tới sự trợ giúp của ngươi bạn của ta một năm không gặp cả ngày lẫn đêm ta đã nhớ mong ngươi vô số lần Cao bằng không đổi sắc bóp tắt cái đuôi của huỳnh hỏa trùng thực buồn nôn. Quả thực là buồn nôn, con mẹ nó buồn nôn. Huỳnh hỏa trùng rất tội nghiệp nhìn cao bằng, sau đó mân mê cái mông, lại sáng lên, thật có lỗi, thật có lỗi. Trong hình ảnh, nhị điện hạ quần áo sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ nói, không biết ca ca của ta kiếm đâu ra được hai ngự sử thần cấp ủng hộ. Lúc đầu, tranh đoạt hoàng vị là công bằng, hành vi lôi kéo thần thánh vào việc tranh đoạt ngôi vị hoàng trữ của hắn là rất không công bằng. Nhị điện hạ nhoẻn môi mỉm cười, ngươi hãy giết hai ngự sử thần cấp mà ca ca ta mời tới kia. Chờ ta đăng cơ, sẽ hợp tác với nhân tộc các ngươi. Bản lãnh tay không bắt sói của ngươi càng ngày càng mạnh đó. Cao bằng tán dương. Nhị điện hạ vội nói, ngoài ra, ngươi có thể lấy hai món bảo vật trong bảo khố đế quốc thánh đà chúng ta. Không đủ. Cao Bằng lắc đầu. Về cơ bản thì ngự thú của hắn đã đột phá lên thần cấp, mà tài liệu để đột phá thần cấp lại cực kỳ quý hiếm, chỉ sợ chưa chắc đã tìm thấy được trong bảo khố. Hiện giờ, bảo khố chẳng có mấy hấp dẫn với Cao Bằng. Không đủ sao? Nhị điện hạ ngạc nhiên. Lần trước hắn còn đồng ý mà, sao lần này lại từ chối như vậy? Suy nghĩ một lát liền hiểu. Cũng phải dù sao bây giờ Cao Bằng cũng có thân phận và địa vị. Thẻ đánh bạc lúc trước của mình hiện giờ rất khó để mời được một vị cấp độ này. Ta hợp tác với ngươi. Nhị Điện Hạ nghiêm túc nói. Không. Cao Bằng khoát tay. Ta không muốn những thứ này. Ta muốn một danh ngạch tiến vào lôi sinh hải. Cao Bằng dựng ngón tay lên. Nhị Điện Hạ do dự một hồi, cuối cùng gật đầu. Được. Ngày thứ hai, Nhị điện hạ vừa rời giường đã hoảng hốt phát hiện có một người ngồi bên giường mình. Đợi thấy rõ tướng mạo người này, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Xoa xoa mồ hôi trán, hắn nói, ta còn tưởng là sát thủ đại ca ta phái tới. Nhị điện hạ tái mét mặt, trắng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cao bằng cười cười, ngươi đã từng gặp sát thủ nào đẹp trai như vậy chưa? Nhị điện hạ nghiêm túc chăm chú nhìn cao bằng một lúc lâu rồi lắc đầu, không có cha ngươi không quan tâm đến chuyện các ngươi tranh đấu sao cao bằng tò mò hỏi mặc kệ nhị điện hạ lắc đầu khi nhắc đến phụ thân ánh mắt hắn hơi thay đổi ông ấy chỉ quan tâm làm sao để trường sinh bất lão còn những chuyện khác thì xưa nay không quản trường sinh bất lão thực là một lý tưởng vĩ đại cao bằng không biết nên đánh giá thánh đà vương thế nào cho phải hai ngự sử thần cấp mà huynh trưởng ta kết giao ở ngay trên thất tinh sơn ngoài thành. Hai tên ngự sử thần cấp kia tự xưng là thủy hỏa nhị lão, một người am hiểu sử dụng ngự thú hệ thủy, một người khác am hiểu bồi dưỡng ngự thú hệ hỏa. Thủy hỏa nhị lão sao? Cái tên này nghe rất hay. Thất tinh sơn tọa lạc ngoài thành 30 dặm, khúc khửu tĩnh mịch, đường cao khó đi. Đến được thất tinh sơn, Cao bằng cảm giác được hai đạo khí tức vô cùng cường đại chiếm cứ trên dãy núi phía xa xa. Vậy mà không thèm che giấu sao? Cao bằng kinh ngạc hỏi. Hai cổ khí tức thần cấp sâu trong núi hoàn toàn bộc lộ ra mà không hề che giấu. Quả thực, hệt như cái bia sống rực rỡ trong đêm. Trong dị tộc, hai vị sơ vị thần đã coi như là đỉnh cao rồi. Cũng khó trách lại càng rỡ như vậy, bởi vì ngự sử thần cấp ở dị tộc có thể đếm trên đầu ngón tay trừ khi là ngự sử thần cấp khác ra tay, bằng không bọn họ đã là vô địch. Tịch sư Cao bằng từ tốn nói Một luồng gió thổi tới từ bên trái, trong vòng xoáy, một thân ảnh ngưng tụ ra. Chủ nhân Tịch sư cúi đầu cung kính nói Giải quyết bọn chúng Được Có tiếng thủy triều sôi trào, huyển ảnh màu lam che khuất bầu trời, sóng biển vô cùng vô tận như ngân hà chảy ngược lần này ngươi náo ra động tĩnh thật là lớn. Ánh mắt nhị điện hạ phức tạp, thở dài nói. Nhanh một chút, hơn nữa cũng vừa vặn lộ ra chút sức mạnh cho huynh trưởng của ngươi xem phải không? Hẳn là hắn sẽ an phận thôi. Cao bằng thông thả nói. Đúng, ngươi nói rất có lý. Nhị điện hạ nhìn hai cái đầu người trong tay cao bằng, sắc mặt cổ quái. Chuyện đã đồng ý với ngươi, ta sẽ làm được, chậm nhất ngày hôm sau sẽ có tin tức ừm hy vọng ngươi đừng gạt ta hai ngày sau ở sơn trang ngoài thành cao bằng nhận được một viên trân châu màu hồng phấn đây là tính vật để tiến vào lôi sinh hải sao cao bằng ngắm viên trân châu đúng vậy đây là tính vật ta phải đau khổ cầu khẩn phụ hoàng thật lâu mới có được đấy nhị điện hạ nói lôi sinh hải nằm ở một nơi kỳ lạ trong cửu thiên thập địa nó không thuộc về cửu thiên cũng không thuộc về thập địa, ở giao giới giữa hai nơi. Bên ngoài, sương mù vô cùng vô tận che kín trời, trong sương mù sinh ra đủ loại huyễn tượng, có chân long, có hỏa phượng, có kỳ lân, còn có hình ảnh tai ách ngày tận thế. Sâu trong lôi sinh hải có vô số lôi đình kinh khủng, đối với quái vật hệ lôi thì đây là một kỳ ngộ, trong lôi sinh hải, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp mấy chục lần bên ngoài. Duy chỉ có một điểm tương đối nguy hiểm là những lôi đình này hỉ nộ vô thường, nếu thực lực không đủ, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc ở nơi này. Huyển cảnh bên ngoài lôi sinh hải cực kỳ khủng bố, nếu không có trân châu đặc biệt ngăn cản, rất có thể sẽ rơi vào huyển cảnh. Phía tây đế quốc Thánh Đà, cách đây hơn 5 triệu dặm có một mảnh hoa nguyên. Đất đai ở mảnh hoa nguyên này đều có một màu đỏ quỷ dị. Nếu biết có nơi này thì đã mang ngươi qua đây từ sớm. Cao bằng khoanh hai tay trước ngực, nói với đại tử ở sau lưng. Đại tử có vẻ hơi sợ, nhỏ giọng hỏi, Cao bằng, ta không đi có được không? Không được. Bên ngoài lôi sinh hải tụ tập không ít quái vật hệ lôi, chúng tụng năm tụng ba tập hợp với nhau, thi thoảng lại nhìn quanh một chút, đáy mắt chất chứa sự chờ mong nào đó. Tới. Cao bằng nhìn sâu vào trong huyển mộng, một đầu bạch tuyến từ xa tiến lại gần với một tốc độ cực nhanh lệ ngao tiếng trống liên tiếp từ sâu trong màn sương trắng vọng ra cao bằng có thể loáng thoáng nhìn thấy thân thể cao lớn của chân long bay trong màn sương chớp mắt một cái đã không thấy gì nữa cao bằng lựa chọn hợp thể với đại tử trong nháy mắt thân thể to lớn của đại thể bị cuốn vào trong lớp sương mù bên tai chỉ còn tiếng thủy triều cuộn sóng ánh mắt trở nên mơ hồ nhưng những huyển cảnh này chỉ gào thét bên tai long trảo của đại tử nắm chặt viên trân châu, đẩy hồng quang mờ mịt trong huyễn cảnh ra xa. Ta thực sự tin cao nguyệt nguyệt ngươi tà. Đại tử bị cuốn vào trong như bị ném vào trong máy giặt, trong đầu ảm đạm, hai con ngươi xoay vòng vòng. Không biết sau bao lâu huyễn cảnh mới bình ổn lại. Xung quanh, huyễn cảnh cũng biến mất tâm hơi. Đây là một mảnh hư không mênh mông, thi thoảng còn có các loại lôi đình xẹt qua ngang dọc. Phía trước, một thất thiểm điện mã màu trắng bạc do lôi điện ngưng tụ thành nện từng bước cao ngạo đi qua sau lưng để lại từng sợi tàn ảnh. Ồ! đại tử hô lên quái gì? không hiểu sao nó cảm thấy cảnh tượng xung quanh có vẻ rất quen thuộc.